Xin chào tất cả bạn, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Cường tại khu vực xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để khảo sát thiết kế cho anh một ngôi biệt thự 2 tầng dạng hiện đại tại xã An Khánh. Thì hôm nay công ty chúng tôi gồm hai người, đó là tôi và anh Thủy ạ. Chào các bạn. Và hai anh em chúng tôi có buổi sáng nay có chuyến khảo sát xuống phục vụ anh Cường, và buổi chiều nay chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống Thái Thụy, Thái Bình để phục vụ chú Huỳnh xây dựng từ đường tại đây. Mời các bạn cùng theo dõi kênh Kisato và các cái mẫu nhà đẹp của Kisato và các cái chuyến khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato tại 63 tỉnh thành nhé. Trong đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Cường tại khu vực đô thị An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thì ở đây anh dự kiến xây dựng một ngôi biệt thự 2 tầng đã hiện đại và không cầu kỳ mà phải đẹp. Đó là cái yêu cầu của anh. Thì trong đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất này, bên này là cái sổ đỏ nha anh này, với chiều mặt tiền là 15m này và các cái kích thước đây. Và có hai con đường đi qua, đây cổng đi từ lối này vào đây. Sẽ đi vào trong này và sẽ trái vào một ngõ nhỏ hơn. Thì sau khi anh vừa cung cấp sổ đỏ, chúng tôi vừa đo đạc được hiện trạng hiện ra cái này. Đấy. Thì hướng nhà anh thì đây là hướng 25 độ đông bắc, là cái hướng nhà cũ này, hướng ra phía ngoài này là 25 độ đông bắc. Thì anh dự kiến là làm quay hai mặt tiền, mặt đằng trước này và mặt bên tay phải, hai mặt tiền và đều quay đi ra ngoài đường. Đấy, hướng đằng trước này là 25 độ đông bắc, anh sảnh chính ở đâu thì cổng ở đó. Thì sau anh sẽ làm cổng ở phía đằng trước này và đi vào đây thì nhìn sẽ thấy hai mặt tiền. Thì anh dự kiến để lại phía đằng sau là 1m, là 2m, 2-3m. Phía bên trái này là 1,5m, thì miễn là đi xung quanh được là được. Sau anh sẽ để xe ở khu vực này chẳng hạn. Và anh làm hệ mái thái cho nó đẹp. Đấy, mỗi sàn anh làm khoảng trên 75m², trên 80m² một sàn. Và anh chú ý đặc biệt chú ý đến cái khu vực đất, đây là đất thổ nhé. Và anh đặc biệt chú ý đến nhà và cái hệ thống tường rào và cổng, cho anh tường rào và cổng cho nó hợp lý. Và khu vực đất này thì đây cái đường này đang dương đang không không này, thì cái sân này đang thấp hơn 80 phân. Đi tiếp đường đây 3 km nữa. Xong thế nhỉ? Đây, sau anh sẽ nâng lên cái này lên cho nó bằng cái đường.